Con thấy cháu nó con to khỏe thì to khỏe hả? Thì giống mẹ chồng thôi, con ơn con khéo lắm, như mẹ chồng làm gì cũng được. Thì nấu được nấu, nấu thì lại cho anh dâu về nấu. À. Thì cho anh dâu cái tay nào mặc vậy. Dễ quá hả? Dạ. Tôi là Nguyễn Thị Độ, năm nay 65 tuổi, sống tại Gò Vấp. Rồi, chào em. Dạ, chào anh chị. Mình tên là Đặng Thị Hoàn, năm nay mình 39 tuổi, nhà mình ở Gò Vấp. Quê thì ở Thái Bình, công việc của mình là giáo viên mầm non. Tính đến ngày hôm nay thì mình làm con của mẹ được 10 năm, 10 tháng. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu mình á, cô ấn tượng gì về cô gái này? Thì lúc đầu con trai tôi có dẫn về ra mắt thì nó giới thiệu là Thái Bình, thế gia đình cũng ngại xa. Hai người quen ngoài Thái Bình dẫn về? Không, con trai với con dâu đi chơi ở lâu rồi nó quen nhau á. Lúc gặp con dâu cô thấy cô này ấn tượng thế nào, giống mình không? Cháu thấy, tôi không thấy cháu nó con to khỏe gì. To khỏe hả? Thì giống mẹ chồng thôi, con ơn. Mẹ chồng để lắm ha. Nhìn thấy tôi con dâu to khỏe là khỏe rồi. Nhìn con dâu giống... mở miếu về cũng mệt lắm nha. Khỏe giống mẹ chồng. Nhưng mà bên trong con khỏe à? Con chồng ơi, sức khỏe bên trong. Dạ ha. Đúng rồi. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng của chị á, chị có nhớ không? Cách đây 10 năm á, nhưng mà nói chung thì mình cũng không có quên được. Lần đầu thì ông xã mình cũng chưa có nói là về ra mắt đâu. Thì rủ về thì nói là hôm nay á, nhà mình á là có ông em đi bộ đội, nhà mình có liên hoan thì mà em về nhà ăn chơi. Đến hồi á mình về đến nhà mình thấy nhà đông lắm, nói chung là mình rất là sợ. Mình hoang mang nữa, mình nói trời ơi, đông như thế này bây giờ mình biết chào ai, và không biết người, không biết mẹ là ai, không biết ba là ai, không biết họ hàng người kia, mình không biết mình phải xưng hô chào như thế nào. Anh nói là đây mẹ ăn này nè. Thì mẹ mình thấy là mẹ rất là nhanh, vô bếp là làm đủ mọi việc vậy đó. Sao giống mẹ mình ở nhà thế? Thì mình thấy mẹ hiền này, xong rồi nhanh nhẹn này, xong rồi mình thấy có một cái gì đó giống như tương đồng giống mình vậy đó. Tức là cái ấn tượng này hai mẹ con to khỏe như nhau ha. Nhưng mà cái chuyện mà em ở Thái Bình mà lấy chồng ở Gò Vấp á, là dạ. Sao mà quen nhau được? Em thì vào đây học. Em ở với cậu của em. Tức là từ Thái Bình vào thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ đúng rồi ạ. Lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Nhưng mà sau khi về làm dâu thì cô thấy con dâu có hợp với mình không? Năng động không? Khỏe không? Năng động, xuất phát ra ngoài công việc gia đình, cứ có công việc gì anh lo hết. Làm hết luôn hả? Làm hết, mẹ chồng chỉ đứng ngoài thôi. Trời ơi, đã vậy. Nhưng làm cũng với mình không? Lúc đầu thì nấu cũng ngọt, nấu nhiều lường. Xong cô cũng nói bây giờ người Bắc không ăn lường nhiều. Bây giờ nấu ít đi thì con nó cũng nghe lời. Cũng khéo lắm, như mẹ chồng. Làm gì cũng được. Hợp nhau về cái gì nhất cô? Thế thì cứ nhà có việc gì có gì nhà, có nhà trước thì trông cháu con cho nó đi làm. Tối đến cái gì nấu nó cho nó ăn thì nấu được, nấu không nấu thì lại cho anh đâu về nấu. Cũng dễ quá hả? Dễ lắm. Học về thời trang không, quần áo không? Thời trang con dâu cái tay nào mặc vậy. Dễ quá hả? Dễ. Còn hợp gì nữa không chị? Thì mình thấy mình với mẹ mình hợp nhiều lắm. Thứ nhất là hai người thấy cứ tạng người nó giống giống nhau. Xong rồi cái các cô các chú mà làm với ba mình đến á, thì các cô các chú cứ kêu là mình là con gái không à. Thì mẹ mình nhanh nhẹn lắm. Mà mình cũng rất là thích nấu ăn. Thế nên là đâm ra là nấu cái gì mình cũng thích vô coi rồi này kia xem là nhà cái nếp ăn nó như thế nào. Tại vì mình mới thì mình phải học theo cái nếp của nhà. Thế mình thấy mẹ cũng dễ. Mình ấy là thích nói chuyện, có cái gì mình cũng hay nói lắm. Mà mẹ mình cũng vậy. Đôi khi là mẹ còn nhiều khi không có nói con trai đâu. Có khi cũng không có nói con gái đâu. Nhưng mà nhiều khi là cứ hay nói với mình ấy. Vậy là khỏe rồi, giống như mẹ ruột con ruột rồi. Vậy thì những có những cái điểm gì mà chưa hợp nhau giữa mẹ chồng nàng dâu? Cũng có những cái mình không có hợp. Ví dụ như là mình thì rất là thích đi mua sắm. Mỗi lần á mà mình đi siêu thị hay đi gì á thì mình nói với mẹ đi siêu thị với con đi. Nhưng mà mẹ mình á thì nói là thôi mày đi đi, mẹ không có đi đâu. Đúng sao vậy cô? Mẹ ngại lắm. Lúc về con dâu mới rủ đi, cũng rủ các em đi rồi con gái đi, cả nhà đi. Lúc ấy cứ ra siêu thị xong rồi mua bán xong rồi cứ đi ăn uống. Sợ tốn tiền đúng không? Mẹ chị ở nhà có hay tâm sự với hàng xóm đồ này kia chuyện trong nhà mình không? Thì bà cũng hay sang rồi bà ngồi bà chơi bà nói chuyện lắm. Mà chị có sợ cái chuyện mà trong nhà đem ra ngoài hàng xóm nói không? Nói chung thì ai cũng sợ hết á. Chuyện vui cũng có, rồi chuyện buồn cũng có những cái bà không nói với mình được mà có thể nói với hàng xóm được.
thì cũng tốt, người ta nói lại với mình. Sao thất bổn rồi cũng mệt lắm đó nha. Nhưng lúc đầu tại sao cô không dám nói thẳng với con dâu, phải nói qua người khác? Lúc tính là nó lắm, lúc đánh con là mình cũng nghĩ. Thương sao cháu mình không phải thôi anh mắng nha con nói rồi thôi bà cứ ngồi yên để con dạy đó. Thế nước mình nghĩ thôi nó nóng thì mình cũng ngồi yên để nó dạy qua, nó ăn có cháu rồi mất nét thì bà ăn chẳng nói được cháu. Dâu có bao giờ làm mẹ giận mà mẹ hết cười luôn không? Cũng lúc nói chuyện nó mắng qua nó la qua nó thì cũng bực mình đó, trên dưới thì nó cứ ào ào á. nhà gõ làm mầm mầm nó cũng rồi. Tối đến thì ngủ không nằm chung với con, cứ nằm riêng để nó ầm ầm, không nghe ngủ được, đã ngủ giật mình. Em thấy mẹ chồng em vui quá ha, cười suốt luôn hả? Lúc mới về anh, thì em với mẹ chồng em á, chưa có hiểu nhau nhiều. Xong rồi sinh con ra, thì cứ người này thích thế này, người này thích thế kia. Con cái ăn uống này kia em rất là kỹ tính. Thì đôi khi hai vợ chồng hay gây lộn hay cãi nhau. Thì bà cũng ở chung mà, thì đôi khi bà cũng hay la. Bà mới bảo là mày cứ cãi nó hoài, gặp nhưng mà ông là ông bắt thì mới cãi rồi. Lúc đấy lại cũng giận lắm, mặt em sưng lên luôn ấy. Xong rồi đến hồi bà thấy thái độ của mình như vậy ấy, thì bà cũng bực lại. Bà cũng thấy mặt sưng luôn hả? Có không? Thế là mặt sưng thì mình đâu có nói gì, cũng thôi nặng yên cãi lắm á. Vợ chồng luôn ít cãi nhau lắm mà. Cãi nhưng có cãi với mẹ chồng không? Một lần là cũng xô xát như vậy, mẹ con sống với nhau trong nhà 10 năm rồi sao không có xô xát. Cười vậy hoài sao giận người ta? Cái việc mà chi tiêu chợ búa trong nhà là ai là người đảm nhiệm cái vai trò đó chị? Mẹ mình á, là người á, là nắm vai trò là cứ chợ búa rồi chi tiêu. Tại vì... nhưng mà cái việc mà tiền bạc á, à tiền bạc hay thì... xích mích lắm, không biết nhà mình có chuyện đó không ta? À, không em. Vậy hả? Tại vì nhà chị á, là vợ chồng đi làm về thì có một khoản nào đó nhất định đưa cho ông bà. Có bao giờ quên đưa tiền ông bà không? Dạ có. Hả? Có lúc đó bà buồn chứ? Không phải có, là lúc đấy là hai vợ chồng đều đang kẹt tiền á. Mà lúc không quên đưa thì sao đi chợ? Không, nó lừa quá nên lúc nó lừa. Nó lừa thì lúc nào nó quên nó đưa sau à. Đưa sau vậy đi mua thiếu hả? Thiếu ra là mình bỏ tiền mình giá. Thôi thử nào bữa nào em quên 3 tháng đi rồi. Nói chuyện muộn là chẳng nửa tháng hay là tuần thôi chứ ai mà. Ai mà cho thiếu nhiều. Nhiều khi quên cũng mấy tháng mà. Có nào mẹ chồng la con dâu lần nào chưa? La thì cũng ít khi la lắm. Tức nói là dễ quá ha. Còn gia đình cũng ít va chạm. Cái con nó thì năng động ra ngoài, nó hiểu biết thì ít va chạm chuyện gia đình lắm. Thường nếu mà có những chuyện gì đó là mẹ sẽ là người đứng về phía ai nhiều nhất chị? Ở nhà mình mà có xung đột thì ba mẹ không có bao giờ dúng tay vào đâu. Chỉ có hai vợ chồng giải quyết thôi. Nhưng mà em thấy rằng mẹ chồng em thường đứng về phía em hay đứng về phía con trai? Ví dụ như là trong cái chuyện dạy con, như mình thì là rất là cứng rắn, mình hay la. Còn ông xã mình thì là không có thích mình la. Nhiều khi cứ kêu mình là em cứ suốt ngày la con sang sáng sáng. Thì lúc đấy á, thì mình thấy á, là bà cũng như là về phía phe chồng mình nhiều hơn. Là bên thứ nhất là bên các cháu, thứ hai là đồng quan điểm với chồng mình vậy đấy. Thì nhưng mà thấy sao? Em nghĩ là cũng có thể là mình đã sai. Tại vì hai người đã như thế rồi thì mình cũng phải rút kinh nghiệm. Thì từ những cái lần như vậy đấy, thì sau này rồi thì em cũng bớt lại. Nói tóm lại là trong cái chuyện quan hệ mẹ chồng nàng dâu, giữa mẹ chồng dâu này thì rất là hợp nhau, thấy chưa? Mẹ mặc áo đỏ, con mặc áo vàng, hợp ghê chưa? Xinh, càng nổi dễ sợ luôn. Mẹ tròn, con cũng tròn. Mẹ cười, con cũng cười ha. Mẹ sao con vậy? Dễ thương lắm. Nhưng để xem, người thứ ba, tức là con ruột cô đó, chồng của cô gái này sẽ tâm sự như thế nào? Trong lúc bà cũng hay nóng giận, cáu gắt với các cháu nên vợ tôi cũng không vui, vừa ý. Từ khi vợ mới về nhà chồng, vợ rất ngoan hiền. Từ khi các con lớn cũng hay cáu gắt, nóng tính, hay la mắng các con. Đôi khi hai vợ chồng có giận nhau, không bao giờ vợ nằm hòa trước. Qua chương trình này tôi muốn gửi tới mẹ: mẹ ơi, các cháu cũng lớn rồi, mong mẹ hãy cùng vợ con khuyên bảo dạy dỗ các cháu. Cô nớ thành người, và mong mẹ hãy dành thời gian nhiều để chăm sóc bản thân và có thời gian đi chơi cho biết đây biết đó. Còn vợ, mong vợ từ từ dạy bảo các con vì nó còn nhỏ.
hãy đừng nóng nảy quá, hấp mắng các con. Và mỗi lần hai vợ chồng có giận nhau thì hai vợ chồng cùng nhau nằm hòa nhé. Chắc là do cái bệnh nghề nghiệp á. Đôi khi mình ở trên lớp á, thì mình hay dạy các cháu âm lượng của mình ấy, đáng nghĩa mình phải giảm đi để giống như là nó phù hợp với gia đình. Thì mình vẫn cứ giữ cái âm lượng như thế. Đôi khi là mình nói con mình không nghe, mình tức lắm. Em về cái âm lượng em dạy con á, em vẫn giữ nguyên khi em nói chuyện với mẹ chồng hay sao? Ai cũng vậy đó. Thôi. Tức âm lượng như nhau á. Đang là con nghe nói, dạ thưa mẹ, mẹ nấu cơm chưa mẹ? Đúng không? Tức là âm lượng như cái thái độ khác đúng không? Nhưng mà nó cũng giống giống em ơi. Nói chứ cũng thay đổi âm lượng theo từng cung bậc trong gia đình nhé. Dâu tôi nó vui tí. Vui hả? Hôm nay thì gặp nhau đây, chúng ta chia sẻ những cái niềm vui trong gia đình. Hy vọng rằng những niềm vui đó sẽ tiếp tục bền vững mãi mãi ha. 10 năm, 10 tháng, 10 giờ, 10 phút, 10 giây đã trôi qua rồi. Bây giờ ta tiếp tục một cái chặng đường mới. Mong rằng tất cả hạnh phúc nó sẽ tiếp diễn y chang như vậy. Và nó hạnh phúc hơn nhiều nữa. Thì cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì hay không? Tôi mong nó lúc con cái nó ăn cơm ấy, nó hay đe la trong mâm cơm, lúc chồng nó hay nhằn cái tội đấy. Khuyên nó sao mà bữa cơm mày đừng có la con trong bữa cơm thôi. Thì qua đây chương trình này thì em cũng mong là mẹ con mình cứ giữ cái thái độ là vui vẻ, hòa đồng như với nhau như từ xưa đến giờ. Ông bà đều rặn rỗi rồi thì bà hãy dành thời gian thứ nhất là chăm sóc cho bản thân mình. Thứ hai là cũng có mong ước như là chồng em vậy đấy, đi chơi cho biết đây biết đó. Cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn em rất là nhiều. Hôm nay sẵn đây thì em hứa với mẹ gì đi, mẹ hơn nói gì đó. Con cũng hứa với mẹ là mình sẽ thay đổi để cho không khí gia đình nó đầm ấm, nó vui vẻ hơn. Bớt nóng tính gì đó. Dạ vâng, cũng kiềm chế cái tính nóng nảy của mình lại. Hai mẹ con vui nha, hạnh phúc. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng. Chúc gia đình thành công và bình an. Cảm ơn anh ạ.